Quạt Ratchaburana, ngôi đền chứa kho báu bí mật. À? Quạt Ratchaburana là một ngôi đền cổ kính nằm trong công viên lịch sử Ayutthaya, Thái Lan. Đây là một trong những di tích cổ xưa mang đậm dấu nét kiến trúc Hindu giáo. Ngôi đền được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 15 theo lệnh của vua Purwamacharya để tưởng nhớ người em trai quá cố. Wow. Nếu chúng ta quan sát kỹ thì có thể thấy ngôi đền Quạt Ratchaburana này có kiến trúc và thiết kế tháp theo hình ngọn núi Meru ở Ấn Độ. Mặc dù không có gì đặc trưng lắm, nhưng Quạt Ratchaburana lại có một tháp chính với đường hầm dẫn thẳng tới nơi cất giữ vàng bạc châu báu. Chính vì sự phát hiện vĩ đại này mà người ta đã khám phá ra một kho báu quý hiếm hơn 100 kg. Đây chính là số kho báu còn sót lại sau khi người Miến Điện đến đây tàn phá và lấy đi những tài sản quý giá nhất. Việc phát hiện ra kho báu này cũng khá tình cờ. Vào năm 1956, trong khi cục mỹ thuật đang tiến hành khai quật và trùng tu các di tích bên trong đền, thì các tên trộm đã lẻn vào bên trong bảo tháp chính lấy đi nhiều đồ vật quý giá. Cục mỹ thuật đã phải khai quật lại bảo tháp và vô tình phát hiện ra một bộ sưu tập lớn các đồ hoàng gia làm bằng vàng, cùng các loại bùa hộ mệnh thiết kế khác nhau và các đồ vật quý giá khác bên trong đường hầm dẫn vào phía bên trong bảo tháp chính. Wow. Thật là đáng tiếc vì hiện tại đường xuống hầm đã bị khóa lại, không thì Quyền sẽ có cơ hội đi xuống khám phá bên dưới, biết đâu hên hên phát hiện ra ngôi báu khác thì sao. Nói vui vậy thôi chứ Quạt Ratchaburana là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Ayutthaya, hứa hẹn mang đến cho chúng ta những trải nghiệm khó quên về lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo của vương quốc Ayutthaya.